Chào các bạn, hiện giờ Minh Châu đang đứng ở trên một cái ngọn đồi ở ven thành phố Linz, cái chỗ này gọi là Ebensberg. Cái ngang ngọn trên ngọn đồi này là có một cái lâu đài nhỏ của cái vùng này. Đây là cái lâu đài, đây là cái tháp canh của cái lâu đài. Bây giờ thì người ta dùng làm viện bảo tàng để trưng bày lại một số những cái sản phẩm của một cái thời nào đó trong cái lâu đài này này các bạn. Thì từ cái cửa này, đây là một trong những cái cửa ra vô. Và dưới đây là quang cảnh làng mạc, cái khu chung quanh này, nhà thờ, nhà của người ta, mình nhìn từ trên mái ngói xuống. Và như Minh Châu nói đó, ngày xưa vua chúa thì họ không có nhiều cái ngành nghề để mà đóng thuế đó. Do vậy những nhà nào ở ngoài mặt tiền mà có nhiều cửa sổ thì là họ sẽ đóng thuế nhiều. Do vậy các bạn thấy những cái nhà ở mặt tiền này chỉ có 3-4 cái cửa sổ thôi. Bù lại cái chiều dài của ngôi nhà thì nó rất là dài. Đó, các bạn thấy chiều dài nó dài không? Rồi, bây giờ mình đi vô. Đây là bạn Phương đang đứng tầm ngâm nhìn cái gì đây? Sắp hết pin rồi, nên tranh thủ quay cho nhanh. Đây là cái cổng đi vô. Đây cái cổng bằng đá này, những cái nhà này ngày xưa họ cũng làm gạch bằng đá đó chứ không phải bằng bê tông. Nên thấy cái tường nó luôn luôn có vòng cung như thế này. Thì cái bên trong nhìn ra cái cửa, đã lối này thì đi bộ xuống được. Cái nền thì lát đá. Và trong cái lâu đài thì nó có một cái sân. Cái sân thì nó có một cái bồn nước. Ồ, cái tấm gương nữa. Thì quang cảnh đại khái nó là như thế này đây. Hiện giờ là cũng là 19:30 buổi tối rồi. Trong này thì không có ai hết á. Người ta họ đóng cửa hết rồi. Đây là cái giếng nước và một cái đài phun. Hiện giờ thì không có nước non gì trong này cả. Thì mấy cái này là chắc cũng từ lâu lắm rồi họ vẫn giữ lại. Và họ ghi rõ ràng là không phải là nước uống. Chứ ai mà uống vô là bị cái gì ráng chịu. Ken là không phải đâu. Cái, dạ, tức là không. Trin là uống. Dạ. Water là water đó. Uh-huh. Thì đọc gần như tiếng Anh đó, trin, cái kia là bằng chữ D, còn cái này là bằng chữ T. Đó thì ở trên cái những cái mái ngói của cái lâu đài chung quanh nó là như vậy. Ở bên trong thì chắc là đẹp. Mà nói chung bên ngoài cũng đẹp. Đây là một số cái ghế và bông hoa. Cho các bạn xem. Đại khái nó là như vậy. Nó không có giống như những cái lâu đài của những vị quan chức ở Việt Nam, phải không các bạn? Ở đây nó mang tính thời gian và tính lịch sử. Và đây là một cái lối đi ra. Ra là gặp một cái khu rừng rất là đẹp. Lối ra là lối này. Ok. Rồi, thank you, sir. Thank you.